con bác hiện tại bà mình còn đang đứng đây là ngã ba, trước mặt bà con bác đó là đường Trần Hoàng Su, hồi xưa là đường Phát Diệm, phía bên trái là cái chợ Cột Kho, bây giờ thấy nhà dân ở rồi, hồi xưa là ở trên cũng nhà dân, ở dưới là cái lòng chợ, rồi cái garden đây nè, bò giác vàng nổi tiếng nhất Sài Gòn á, chuyên là phục vụ cho ông chủ Thạnh đó. Còn bên đây là mai mốt nó có cái dự án cây cầu nè bà con, cây cầu xuống đường bên kia là đường Nguyễn Khoái á, và đó bên đường Nguyễn Khoái đó mình đi qua cái nó có cái bốt cảnh sát ở đó luôn, ngay cái đường đó luôn, bên đó ta gọi là đường Vĩnh Hội á, bà con bác còn nhớ không, ngay đây nè đó là có cái bến đò Hồ Kho, đi qua bên đó, hồi xưa dân Vĩnh Hội á là muốn đi qua bên này á là phải đi qua cái bến đò Hồ Kho nè bà con, ở bên kia là cầu Dừa. Họ phải đi bộ nguyên cái dọc từ dưới cái Tùng Xuyết đi bộ lên đây rồi qua bến đò thì họ mới qua được trung tâm Bình Nhất. Rồi quẹo trái là về chợ Quán mà quẹo phải là về chợ Cầu Muối. Đó là con bác còn nhớ không? Đó đi, garden này là một căn nhà cổ quá. Rồi thôi giờ mời bà con bắt mình lên xe ha. Rồi đi dạo Sài Gòn với ba mấy con. Rồi, xin hứa với bà con cô bác, hiện tại ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6, ngày mai là 1 tháng 7 rồi. Thì bây giờ là 8 giờ 5 phút, nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Nếu mà mình đổi ra độ F thì chắc tầm đâu đó khoảng 84 độ F. Ba mẹ cô đang có mặt ở đây. Ở đây là đường Hồ Hớn nè. Hồ Hớn này hồi xưa đó là đường Quỳnh Quang Tiên. Vậy là ở đây là có cái cây cầu, cầu này người ta gọi là cầu Rạch Bần. À, cầu Rạch Bần này đối diện xéo xéo qua là cầu Dừa bên quận 4 nha bà con. Khu này là khu chợ Cầu Muối, đường Quỳnh Quang Tiên. Hôm nay ba mẹ con cũng rất là bận nguyên một ngày luôn á. Nhưng mà ngày cuối cùng của tháng 6 rồi, cho nên thôi ba mẹ con ráng tranh thủ đi quay. Hôm nay là ngày Chủ nhật luôn. Ngày mai thứ hai là ngày đầu tuần và cũng là ngày đầu tháng. Ngày mai thì lại bận, tiếp tục bận. Chắc ngày mai nếu có đi quay, chắc ba mẹ con cũng chỉ quay được buổi tối à. Còn thôi là mướn mà chịu khó mà đi quay là ba mẹ chồng phải đi từ sáng sớm luôn, khoảng tầm 6-7 giờ sáng gì đó đi sớm. Thì thôi để coi cứ có duyên làm, còn thôi là tối mai đi. Rồi bắt đầu qua ngày thứ ba là 2 tháng 7 là bắt đầu xin hương với bà con phát là ba mẹ chồng trở lại bình thường, giải quyết công việc xong hết rồi, bắt đầu từ 2 tháng 7 là ba mẹ rồi sẽ cố gắng đều đặn mỗi ngày 2 phim, 6 giờ sáng 5 giờ chiều, lúc đó rảnh rồi đó, hết bận gì rồi, con cái nó cũng đi học hết trơn rồi, thì lúc đó là ba mẹ rồi sẽ chở bà con của bác tiếp tục đi chơi, đi coi phim. Rồi ở đây là cái cây cầu Ông Lãnh nè, hồi xưa đây có cái dựa mía nè bà con, đây là chợ cầu Ông Lãnh. Chợ Cầu Muối là đó cũng ở đây luôn nè. Bên tay trái của ba mẹ cò đó là khu ổ chuột giữa lòng Sài Gòn đó con, nơi mà ba mẹ cò nghe nói là có những cái căn nhà mà có 2-3 mét vuông á. Chợ này là chợ gà với chợ gạo nha bà con. Xưa là ở đây là chợ cá nè. Chợ cá thì dẹp rồi nhưng mà chợ gà với chợ gạo thì chưa dẹp. Khu đó là khu ổ chuột đó, ở Sài Gòn á. Nhà chính quyền thành phố là tính làm nhiều lần lắm mà chưa có làm được, tại vì nghe nói là ở đó nó bị giới hạn cái chiều cao hay gì đó, chiều cao như 50 mét thì sao là xây chỉ được có 10-14 tầng thôi à. Rồi sau đó là cái hệ số đất gì đó, rồi cái gì đó, rồi dân tái định cư lại là khoảng 300 căn thì không còn lời bao nhiêu hết, cho nên là nhà không có nhà đầu tư nào chịu làm hết. Họ đang nói nếu mà cho phép họ thay đổi hệ số đất hay là cái gì đó, hay là nâng cái không tỉnh gì đó lên để xây lên 80 mét hay sao á thì họ mới dám đầu tư vào. Rồi coi kìa, nằm giữa đường luôn rồi. Rồi xịn. Cái này là xin thưa bà con, bác không phải nghèo mà xịn đó bà con. Một tay là nắm cái chân trống, cái chân trống xe. Đó, một tay ngủ ở trên đỉnh đầu còn có chai rượu á bà con có thấy không? Đó là xịn quốc Bình Châu rồi đó. Đây, vừa nghèo ra cầu ngồi nè.
cầm theo có hộp sữa nữa. Bà mày còn thấy có mấy hộp sữa, đường sữa vậy đó, chắc mạnh thường quân là mới qua cho. Rồi giờ mình qua đây là con đường Đoàn Văn Bơ. Hồi xưa khu này là bán giày nhiều lắm bà con. Mấy cái hãng giày ở Đoàn Văn Bơ ở đây nè. Con đường này hồi xưa là Đỗ Thành Nhơn. Ở bên tay phải Ba Mê Cồ đây là tiệm cơm tấm nè bà con. Không biết nó đông từ lúc nào mà nó mở từ lúc nào Ba Mê Cồ không nhớ nữa. À, nhưng mà nó đông ghê không? Cũng khiếp không bà con? À, quá trời người ăn không? Rồi lại đường. Ba Mê Cồ nói thật với Ba Mê Cồ là ôi dĩ sự khổng lồ, có 35.000 hàng chi ăn đông quá. Ba Mê Cồ nói thật với bà con của bác, Ba Mê Cồ dân gốc quận 4 luôn á. Nhưng mà Ba Mê Cồ không có ấn tượng là ở đó bán cơm tấm nhiều không. Ba Mê Cồ nói thật á, tiệm cơm tấm đó chắc Ba Mê Cồ nghĩ chắc mở mới khoảng vài năm gần đây thôi đó. Chứ khu này đó Ba Mê Cồ sống đây mà, khu 20 thước đây nè, hồi đó đây là đường cục nè. À, dưới đây là nguyên cái con sông rượu lắm, rộng lắm ngay đây nè. Ở đây người ta gọi là rạch Cầu Trông. À, thì cái tiệm cơm tấm đó Ba Mê Cồ nói thật chứ không ấn tượng. À, đó đây là hồi xưa là cái dòng sông rồi đó. À, một con sông bự dưới đây. À, rạch Cầu Trông. Bên kia là hồi đó là trường Vân Đồn á, trường chuyên của quận 4 các bà con. Nhưng mà sau này bỏ chuyên rồi cho nên nó đổi tên lại là trường Nguyễn Huệ thì sao á. Hồi đó là trường chuyên Vân Đồn. Ở bên kia là phố ẩm thực Vĩnh Khánh kìa. Đó, cái khu này là khu phố ăn nhậu, phố ốc. À, giờ mình đi dạo vòng phố ốc nha bà con. Không biết ở đây từ khi mà cái nghị định bia gì nó ra cấm nồng độ cồn tuyệt đối luôn á bà con, bây giờ không biết buôn bán sao đây. Ồ, cũng ăn uống hà rầm nữa chứ một thời gian. À, nhưng mà xin thưa bà con bác, trên bàn thì không còn bia nữa mà Ba Mê Cồ thấy 7 Up, nước ngọt, coca, nước suối. À, như vậy là quán vẫn đông nha bà con. À, người dân từ từ người ta thích ứng rồi. Bên đây là quán vẫn đông nè bà con, có thấy không? Nhưng mà Ba Mê Cồ thấy tinh dâu nè, nước suối nè. À, uống nước coca nè. À, xin thưa bà con bác, vậy là không còn bán bia nữa. Người dân người ta ra đây người ta chủ yếu là ăn thôi. Trời ơi, tinh dâu nè, nước ngọt, nước suối. À, trời ơi, bên đây cũng đông quá nè bà con. Ốc nè. À, nước coca, nước suối. À, Ba Mê Cồ thấy coca, nước suối, hết bia rồi. À, nước mía nữa nè, trời ơi. Đó, bà con có bác thấy không? Những dân từ từ người ta thích ứng thôi. Chứ hồi đó thì tự nhiên đây nó vắng que, buôn bán không được do vụ bia gì đó. Giờ từ từ cái người dân riết là sinh tố nè, ồi hai chai nước suối kìa. À, nước ngọt 7 Up bà con. À, nước suối, nước ngọt. À, Ba Mê Cồ thấy là nó sự khác biệt rồi đó. Nước suối, nước ngọt, mía, coca, 7 Up. À, ở đây cũng vậy nè. À, bê thui cũng vậy nè, uống nước suối vậy đó. Rồi, hàng chi bà con có bác biết không? Ba Mê Cồ thấy cách đây vài ba hôm nó có tờ báo nói rằng là cũng có hãng bia rất là lớn mà con đóng cửa nhà máy luôn. Đóng một cái cửa nhà máy đâu ngoài miền Trung đó bà con, khiến mà coi như là dư luận coi như là ngỡ ngàng luôn. À, tại vì từng là một cái ngành mà đem lại lợi nhuận kinh tế cho địa phương rồi tạo công ăn việc làm, bây giờ là đóng cửa một nhà máy rồi. Bà con có bác biết là thiệt hại cái gọi là gì ta, thu thuế hay là thu gì đó của một cái địa phương, có nghĩa là ảnh hưởng ngân sách của địa phương lắm á. Nhưng mà Ba Mê Cồ thấy là ở trên quốc hội hay là gì đó nó nói quyết định là coi như là không thể đánh đổi được, có nghĩa là phải đôi lúc mà khi mà thay đổi một cái vấn đề gì đó thì phải chấp nhận cái điều đó để làm tốt hơn. Và rõ ràng Ba Mê Cồ lại thích vậy mà con. Ba Mê Cồ không thích uống bia lắm. À, nói chung không thích uống bia cũng không đúng, nhưng mà uống ít ít thôi.
thôi, không có đường nó uống nhiều quá, uống nhiều quá không tốt. Trời ơi, con đường này nó đông dữ thần ba. Cái nói theo giọng miền Tây đó, đông dữ thần mấy. Thì thôi, hãng bia đó coi như là đóng cửa nhà máy rồi à. Thì từ từ, người dân Việt Nam mình là tiêu thụ bia ghê lắm. Ở dưới Bến Tre lần này ba Michael về, ba Michael cũng thích lắm mà con. Mấy đứa em vợ của ba Michael giờ tự nhiên á, nó uống ít lại bà con, uống không có kiểu mà uống sát phạt nhau nữa. Giờ ba Michael lại thích á, đi về quê mà kiểu đó, ngồi nói chuyện, chủ yếu là nói chuyện, cũng uống bia, cũng uống rượu, nhưng mà không có còn mà cái kiểu mà ép ép nhau uống nữa, ai uống được nhiêu uống đó. Ba Michael thích vậy á, thì mình cứ ngồi chơi à. Mà nếu mà về quê mà không uống thì nó kỳ lắm à. Nó không phải kỳ nữa mà nó buồn. Về quê ăn uống này nọ phải có chút rượu có bia, nhưng mà chỉ mong là nó cứ vậy đi à, đừng có ép ai uống hết á. Ai uống được uống được thôi à. Thì là ba mày cầu khoái rồi đó. Con đường này đường Tôn Đản đó nữa à, quá trời ha. Quận Tư này bây giờ là thấy bắn ốc quá trời luôn á. Người dân người ta đi ra đây người ta ăn uống cũng nhiều quá. Ốc có 20.000 à, một dĩa 20. Ồ, con hẻm này là con hẻm 173. Ba mày còn quẹo lộn hẻm rồi. Thôi cứ quẹo vô đại nha. Ba phải quẹo, ba mày còn phải quẹo hai hẻm 243 mới đúng. Nhưng mà thôi kệ, mình khám phá hẻm này luôn. Hẻm này hẻm 173, 171. Hồi xưa ở trong đây mấy cái con hẻm này bà con có tin là nó có ao đúng không? À. Lâu quá không đi à. Hồi xưa là nói chung là ở quận 4 này là hẻm như mê cung vậy bà con. Đó, chiếc kia chạy không biết có lạc đường không đó nha. Quẹo đây không quẹo đi hèo thẳng. Chiếc đó đi thẳng biết có ra được hay không nữa. Đó, nhưng mà yên tâm đi, ở quận 4 này hẻm dọc đồi, dọc đồ ngang, hẻm dọc thẳng ngang. Đó. Mình ba mấy rồi đi thẳng hẻm này là đi ra tới hẻm 243 nữa. Ít ra ba mày còn cũng phải dẫn bà con bắt đi được quận 4 đúng không? Cứ mang tiếng là dân gốc quận 4 mà đi vô hẻm quận 4 mà cuối cùng đi lạc thì chắc mắc cười dữ lắm à. Thời xưa hẻm như còn mê cung mà còn đi được, để giờ hẻm giờ nó mở rộng ra tùm lum hết, đáng lẽ còn bị lạc là hơi bị quê đó. À, ra đây là hẻm 243 nè. À, bán phá lấu, hồi xưa nhà này không phải bán phá lấu đâu, hồi xưa đó như ba mày còn nhớ bán bún mắm. Giờ ở đây bán phá lấu ngon lành nên bắt đầu giờ bán phá lấu theo luôn. Ồ, xe đậu quá trời không, mà con bắt thấy không, người dân người ta ăn á. Đông nghẹt luôn. Phá lấu đó hồi xưa nổi tiếng có ngàn cha, tối ngày cứ phá lấu á, phá lấu á. Ai đi ngang qua cũng giật mình đó. Khoảng năm chín mấy á, ở hẻm 243 này nổi tiếng nhất là những cái nhà cho hát karaoke nữa. Cái tiệm phá lấu này dẹp rồi, hàng chi à, bán đắt quá nghỉ rồi. Vậy là ba mấy cầu đi trễ lắm rồi bà con, bây giờ là cầu chắc cũng gần 9 giờ. Cái tiệm đó là tiệm đầu tiên ở đây á, bán phá lấu. Cái chợ này là chợ 200 nè à, chợ xung chiếu. Hồi đó con đường này nó chỉ là cái con đường hẻm thôi, chả có cái chợ nào trong đây cả. Cái thời của ba mày cầu đó, chả có cái chợ nào trong này cả. Rồi từ từ bắt đầu người dân bắt đầu ta mới đưa dồn vào đây. Nói cái thời ba mày cầu là thời xưa lắm nha bà con, chứ cái chợ này là khoảng thập niên 90 là nó đã có rồi nha, 80 nó cũng đã có rồi. À. Ôi cha, cơm gà xới mỡ này là lâu đời nhất ở đây nè. Cơm gà sớm mở là lâu đời nhất đây.
cái chợ này ít nhất cũng phải là 30 năm, 40 năm hơn nha bà con. Không, 40 năm thì không tới đâu, chắc khoảng 30. 30 hơn. Ở đây có bán cháu vịt nè. Hồi đó có hai ông bà già bán, giờ chắc con cháu không bán rồi, hai ông bà già đóng tiêu rồi. Hồi đó cái hồi ba mình còn ăn là còn hai ông bà già. Tiệm hủ tiếu Nam Giang hết ta. Hồi xưa ở đây nhớ có tiệm phở. Bên cái quán cháu gọi dịch đó là hồi đó là quán cà phê. Đó cái chợ hồi xưa là nằm trên con đường Xóm Chiếu này nè. Quán bánh mì này xưa không biết có không ta. Hình như là cuối thập niên 90 á, khoảng năm 2000 mới ra quán bánh mì đó. Còn đây là có một cái quán súp, súp này bán lâu rồi lắm nè bà con, gần 40 năm. Súp này nè, ngay đây luôn nè. Bán từ buổi trưa. Rồi có trường này là bây giờ trường gì không biết nè. Nhưng mà hồi xưa ở đây là trường Tăng Bạc Hổ A, là dạy cấp 2. À, Tăng Bạc Hổ A là dạy cấp 2 đây nè. Bây giờ nó là trường Đinh Bộ Lĩnh. À, trường Đinh Bộ Lĩnh. Giáo sư Xóm Chiếu. Hồi xưa đây là cái mặt sau của giáo sư Xóm Chiếu nè. Ở đây cái hang đá nước mẹ nè. Rồi ở đây có một cái ngôi trường trong nhà thờ nha bà con. Trường này hồi xưa là của nhà thờ luôn á. Bây giờ đổi tên là đặt tên là trường Nguyễn Trường Tộ nè. Trước năm 75 nó là trường Nguyễn Trường Tộ bà con. Nhưng mà sau năm 75 cái ngôi trường này được đặt tên là trường Khánh Hội Khánh Hội à, Tăng Bạc Hổ B. Thánh Bê Rê, giáo sư Bà Lộ, Thánh Hồ Lô, Thánh Lễ Tạ Ơn. À, đây đây hồi xưa là trường Tăng Bạc Hổ B ở đây nè. À, Tăng Bạc Hổ A, Tăng Bạc Hổ B. Ở trong cái nhà thờ giáo sứ Xóm Chiếu này bà con, hình như là bây giờ vẫn còn bên trong còn có một cái xác xác ướp đó bà con, của thánh Anna thì phải đó. Bà con cô bác còn nhớ cái câu chuyện mà hồi xưa ở cái nghĩa trang Tân Quy bên quận 7 không bà con? À, đó là hang đá đó. Đó thì có một cái khi mà người ta bóc lên đó có một cái xác của một người nào đó mà ba mình không biết mà gọi là thánh nữ Anna đó, chết khô lại luôn thì được đem về giáo xứ đó, bên trong bây giờ vẫn còn. Ba mẹ còn không có rành cái câu chuyện này lắm, bà con cô bác nào có biết cái câu chuyện này bà con cô bác kể nghe giúp ba mẹ cô nhé. À, rồi có dịp bữa nào về bên quận 7 á, hồi xưa đó là nhà bè nha. À, bây giờ nó là quận 7 thì ba mẹ cô sẽ chở bà con cô bác về lại cái nghĩa trang Tân Quy ha. Thì bà con cô bác nào có biết được cái câu chuyện này bà con cô bác kể cho ba mẹ cô nghe chứ. Kết hợp bữa nào cái dịp cái ba mẹ cô đi một tour luôn, ba mẹ cô kể chuyện kết hợp cho luôn. Con đường này là đường Xóm Chiếu nè. Ô, 71 Bến Tre nè, xe này miễn vàng là chạy taxi nè bà con. Bến Riêu, Đà Lạt, ngã tư chợ 200 giờ về đây. Mì Gia Phúc. Phải nói rằng cái khu này giờ sâm tụ quá. Hồi xưa khu này vắng te. À, hồi xưa khu này vắng te. Giờ nguyên con đường sáng rực đèn, ai vàng có mặt tiền là mở ra buôn bán hết trơn. Có hồng này bán cũng lâu lắm rồi nè. Quả hồng đó chắc cũng khoảng 30 năm.
Rồi, ở đây là đường này, đường Đoàn Văn Bơ nè. Ở đây là chợ này, chợ Kho 4, lát nữa mình vành ra đây ha. Giờ 30 rồi chạy ra cho bà con bắt hết con đường Xóm Chiếu luôn. 30 rồi có một cái anh gì đó cũng theo chân 30 rồi cũng lâu lắm, anh ở trong cái khu Xóm Kho 5 á. Để đợt này 30 rồi chạy dạt qua cho anh coi quay lại, không biết bây giờ anh còn kia câu trên với 30 cò không nữa. Xin thưa với bà con cô bác á, bắt đầu là ngày mai bỏ ha, đầu tháng 7 này bắt đầu 30 cò đi lại, là bắt đầu 30 cò sẽ dựng tặng cho bà con bắt một series ký sự luôn ha. 30 cò vừa mới tìm thấy được một loạt cái yêu cầu của các cô chú anh chị và các bạn hồi xưa nhờ 30 rồi đi quay á. Trường này trường Nguyễn Trãi nè, trường này hồi xưa cũng là của người Bắc di cư vào đó, rồi và đây là cảng Kho 5 nè, Kho 5 luôn. Thì 30 rồi vừa mới thấy thì mà giờ để 30 rồi tái hiện lại hay bà con ha. Sau một tháng 30 cầu không có quay phim đều đặn được thì bây giờ 30 cầu trở lại, 30 cầu sẽ tặng cho bà con cô bác những cái món quà, ví dụ như là có những cái bác hồi xưa là đã nhờ 30 cầu đi quay cái gì đó mà bây giờ 30 cầu không có biết là video đó nó còn nó nằm đâu, nó trôi dạt đâu rồi, thì bây giờ 30 cầu sẽ tái hiện lại. 30 cầu tái hiện lại chắc cũng cờ nhiều à. Đây là hồi xưa là bệnh viện Bà Lao nè, bệnh viện Bài Lao, nhưng mà coi nhưng mà 30 giờ hay gọi là Bà Lao, mà tưởng Bà Lao mà không phải Bà Lao, Bài Lao. Bắt đầu cái bà con cô bác tháng 7 là bắt đầu theo chân 30 giờ nghe. 30 giờ sẽ tái hiện lại những cái video 30 giờ sẽ đọc trước khi đi quay phim, 30 giờ sẽ đọc lại những cái dòng comment đó để cho bà con bác nhớ lại. Và sau đó mình sẽ cùng bà con bác sẽ cùng với 30 giờ hành trình về theo cái video đó. Coi như món quà 30 giờ chờ tái xuất giang hồ sau một tháng như là làm ăn bận việc quá, làm ăn. Ôi cha, hồi xưa ở đây có cái đền nè bà con. Cái đền này đền Chúa Lục nha bà con. Cái đền này bà con bác còn nhớ có một cái gọi là cái hầu đồng không? Lên đồng á là cái đền đó, hồi đó. Hồi xưa ở miền Nam mình á, nhất là Sài Gòn nha bà con, là có nhiều cái đền lắm. Đền Chúa Lục, đền Chúa Thác, rồi đền nhiều lắm, đền Sầm Sơn rồi. Đó. Thì hồi đó rất là nhiều. Bữa nào có dịp 30 rồi sẽ kể cho bà con bác nghe. Về những cái đó không biết gọi là cái đạo mẫu, về đạo mẫu. Gia đình của 30 cò trước năm 75 cũng thường cũng có dịp cũng lâu lâu cũng có dịp. Để bữa nào 30 cò kể về cái đạo mẫu cho bà con bác nghe. Với gia đình của 30 cầu trước năm 75 á, bà người thân của 30 cầu tin cái này lắm, tại vì cũng là dân gốc Bắc nè, Bắc Nam Định. Rồi cái chợ này là mình mới đi vô chợ Kho 4, bây giờ mình đi tới đây là chợ này là chợ Hãng Phân nè.
cái chợ này chợ hãng ở chợ này là chợ Cầu Cống, đầu hủ Bắc Ninh. Đây là đường Hoàng Văn Bơ, khu này là khu xóm chiếu nè. Con đường này là vào khoảng năm 1940 các bà con, nó chỉ là cái con đường hẻm thôi. Rồi sau vụ cháy bắt đầu cái Pháp bắt đầu mới mở rộng cái con hẻm này ra, rồi xây lên cái con đường như bây giờ bà con có thấy nè. Chứ đầu thập niên năm 1940 đây là chỉ là cái con đường hẻm thôi. Rồi đây là một trong những cái con đường mà ở quận Tư không thay đổi sau bao mấy chục năm trời nha mọi người. Cái thời ba mươi còn có nhỏ xíu chút ép khoảng năm tám mấy á, con đường nó cũng giống vậy nè. Đầu rồi đến cuối thập niên 80 nó cũng vậy. Ở đây là đó cái quán phở nè, khoảng năm 83, 84 gì đó, ba mươi cầu đi ra đó ăn phở. Lúc đó ba mươi cầu còn nhỏ xíu mà ba mươi cầu vẫn còn nhớ cái quán phở đó. Ba mươi cầu nhớ là ấn tượng là bởi vì cái thời đó như khoảng năm 83, 84 gì đó, cái thời đó giá cả mắc cười lắm. Mỗi một ngày nào ba mươi cầu cũng đi ngang qua đây mà mỗi một lần á, ngày hôm nay giá đầy cái ngày mai giá khác mà không. Ồ, nó tăng vậy đó, bà con bắt chưa thấy đó, từ chắc ba mươi cầu nghĩ mà con bắt có ba mươi cầu nói bà con bác không bao giờ tin đâu. Nhưng mà bà con bác biết đi, cái giá cả mà nó tăng theo từng ngày á, ngày hôm nay treo bảng phở lên bán giá này, cái qua ngày mai là bán giá khác đó, mà nó liên tục vậy đó. Cho nên ba mươi cầu nhớ hoài cái tiệm phở đó, tại lúc đó ba mươi cầu còn nhỏ lắm như ba mươi cầu nhớ như lúc đó khoảng năm 83, 84 gì đó. Trời ơi, cứ đi ra, mỗi lần đi ra ăn là mỗi một lần giá khác, mà đến nỗi mà ba mươi cầu ấn tượng luôn tới bây giờ á. Hình như mà mỗi một ngày nó tăng 5 đồng hay sao á, mà nó tăng liên tục luôn á. Ngày nào không vậy đó, cứ tăng, cứ hôm nay ăn cái ngày mai giá khác, ngày hôm nay ăn cái ngày mai giá khác. À, khủng khiếp, chưa từng thấy, nhớ luôn tới giờ. Rồi đây là ngã tư đường Hoàng Văn Bơ với đường Hoàng Diệu. Ôi chà, cũng có tây đây hả? À, hai vợ chồng tây với đứa con. Rồi, mình vẽ qua đây, con đường này đường Hoàng Diệu. Ở đây có nhà đóng giày Khánh Hội á, nổi tiếng lắm nha bà con. Ở khu này là người ta gọi là khu Khánh Hội, còn cái khu mà ở dưới Tôn Quốc Thuyết á, gọi là khu Vĩnh Hội. Quận Tư này là có hai cái hội rất là lớn, là Vĩnh Hội và Khánh Hội. Bên tay phải này xưa là bệnh viện Quận Tư nè. Ba mấy cầu gọi là bệnh viện thôi, cái gì cũng gọi bệnh viện thôi, chứ thật ra nó chỉ là trung tâm y tế, trung tâm y tế Quận Tư. Ở đó ba mấy cầu hay vô bệnh viện Quận Tư rồi lắm. Tại vì dân Quận Tư chỉ có cái bệnh viện này là bự nhất cho nên có cái chuyện gì rồi cũng đi vô bệnh viện Quận Tư nữa. Mì chú xe và né trung tâm của né tiêm phong băng. Ở đây là ngã tư Hoàng Diệu. Xin thưa bà con cô bác, ở đây là ngã tư, nhưng mà ba mấy cầu lúc nào cũng nghĩ nó là ngã ba không à. Chưa bao giờ ba mấy cầu nghĩ nó là ngã tư cả. À đó, đi vô trong đó là cái cảng đó bà con. Trong đó có một cái đường rầy xe lửa trong đó. Hình như cái cảng này gọi là cảng gì đó, ba mấy cầu quên cái tên rồi. Có một cái đường rầy xe lửa chạy từ ra Hòa Hưng á, vô hẳn cái cảng Sài Gòn rồi luôn, để bốc dỡ hàng hóa. Rồi, đụng xe rồi, sao vậy? Không, tưởng xe tan chứ, trời ơi. Ở đó đây có cái nhà sách luôn nè.
cấp nè, rồi tới cây xăng nè, cây xăng rồi tới hồi xưa có một cái đậu cứu quả đây nè, đậu cứu quả của cảng Sài Gòn tắm ở đây đó, đó là bà thường hay chạy ra đây đổ xăng nè. Đây là bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng có lần mang micro vô quay cho bà con cô bác rồi ha. Có dịp á, như đợt nào á, ba micro, hai vợ chồng ba micro đi vô đây quay nè. Bến Nhà Rồng này trước khi mà nó là bến Nhà Rồng, nó là cái nhà thờ đó bà con, nhà thờ con gà. Nhà thờ con gà ở Sài Gòn là xưa là nó đó bà con. Rồi đây là cột cờ Thủ Ngữ nè. À, cầu này là cầu Khánh Hội, bây giờ nó bẻ qua đây ha, chứ hồi xưa cái cầu này người ta còn gọi là cầu quay. À, đây đây có nhà hàng Ngân Đình nè. À, ngay dưới chân cột cờ Thủ Ngữ này đó có cái nhà hàng Ngân Đình rồi đó, ba mày còn học rõ karate ở đây nè. Buổi chiều là ở đây có cái lò giỏ rồi. À, ở đây có cái nhà hàng này như nhà hàng Mỹ Cảnh nè. Ở đây là đường Hàm Nghi đó, nhà hàng Mỹ Cảnh ở đây nè bà con, đó cái đường đi lên nè, bây giờ nó vẫn còn nè. Ôi, nhưng mà đóng lại rồi, xong luôn, không có đi vào được rồi đó. Nơi đó là nhà hàng Mỹ Cảnh đó, cái cầu đó. Hôm nay là có phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Ôi ôi đông nghẹt luôn. Ôi, cuối tuần ra Sài Gòn chơi vui quá ha, đông nghẹt. Hai đứa con của ba mày cầu kia nó đi, nó không đi nữa, nó nói ra đây nó mệt, hít khói không được cái gì hết. Nhưng mà lâu lâu ấy, ba mày cầu cũng dụ hai đứa đó đi ra đây, dụ ra đây để cho nó biết đường cái phố rồi Sài Gòn này nữa. Nó đang làm sân khấu lễ hội gì đó, lễ hội di sản văn hóa là gì đó, sân khấu chứ không phải nhà. Sài Gòn giờ lễ hội quanh năm mà. Đó, bà con bác thấy đông ghê không? Dân Sài Gòn là thường hay có thói quen là lấy xe máy chạy vòng vòng Sài Gòn chơi nè. Chạy vậy thôi bà con, chỉ cần đổ xăng thôi chạy thôi, chứ thật ra mấy người này họ chạy họ cũng không biết chạy đi đâu. Giống như giờ ba mày còn cũng giống như bà con bác đây nè. À, đó, đông nghẹt kìa đó, cứ thế mà chạy theo thôi đó. Mà mấy cái xe này nó thải ra khối rồi bà con bác biết rồi mà phải không, hít đã luôn, mà hít giết là xây sẩm mặt ngoài luôn chứ đừng giỡn. Trời ơi, lên đây kẹt nữa nè. Ôi cha, cái gì mà kẹt cứng ghê vậy trời. Quá trời đông luôn bà con, không biết họ chạy đi đâu đâu mà đông dữ hơn vậy trời.
trời quá đất rồi. Quá trời xe đông. Mà mày còn không biết làm gì mà đã đổ lên bên kia quá trời luôn rồi bà con. Mà mày còn sợ đút đầu vô đó nó kẹt nữa. Ở đây là cái công trường Mê Linh nè. Ở đây có Đức Thánh Trần Đạo nè bà con. Tượng Trần Đạo bà con có thấy không? Một người tượng tay cầm gương, một tay kia chỉ xuống dòng sông Bạch Đằng. Sông đó cũng là sông Bạch Đằng luôn á, sông Sài Gòn chứ hả? Chỉ xuống bà con. Đây là xưa là nơi đóng của Bộ Tư lệnh Hải quân. Trà đồng quá. Hồi đó hồi nhỏ ba mẹ còn cũng thường hay ra đây chơi nè. Nhưng mà hồi đó xe cổ không có nhiều dữ hùng gì đâu. Đó, giờ xe chạy quá trời luôn. Nhìn mà phát ngợt luôn á. Hồi đó ba mẹ còn hay ra cái tượng Trần Đạo đó. Ba mẹ còn chơi với tượng á. Hồi xưa đó nó có cái hồ nước nha bà con. Đó, ba mẹ còn chơi cái hồ nước đó. Tầm khoảng 4 giờ chiều là ba mẹ còn ra rồi. Ra đó ngồi chơi. Lúc đó ba mẹ còn nhỏ xíu à. Sau năm 75 đó. Ra đó chơi với mấy đứa trẻ bụi đời giang hồ. Lúc đó dù đó ba mẹ còn nhỏ xíu à. Mấy đứa đó nó nhảy xuống dưới đó tắm luôn, bây giờ không có dám nữa nha bà con. Nhưng mà nói thật với bà con, cô bác, cái thời của ba mẹ còn cái thời nhỏ xíu á, không ai quan tâm cái chuyện đó. Mấy cái hồ nước mà mấy công viên đó là buồn buồn, cái ba mẹ còn nhảy xuống tắm. Con sông Sài Gòn này ba mẹ còn tắm mà. Ra cái chỗ mà cái cầu Khánh Hội á, nhảy xuống. Rồi đó nhảy xuống dưới sông rồi bà con quát biết làm sao không? Ở mỗi cái chân cầu á, nó có một cái sông sắt á, để nó bảo vệ cái thành cầu á, đó là leo lên đó bám vô đó. Đứa nào ở đây cứ leo lên thành cầu nhảy xuống, rồi xong bơi vô bờ rồi leo lên nhảy xuống. Trời ơi, bên kia nó kẹt rồi, bên đây nó cũng kẹt rồi bà con. Thấy khủng khiếp không bà con? Rú Nam. Không thể tưởng tượng nổi. Ở thành phố Sài Gòn. Về đêm. Xe cộ như nêm. Bây giờ bà con có bác có thể tưởng tượng là 9 giờ tối khi mà người dân chuẩn bị người ta đi ngủ hết rồi đó, thì bắt đầu Sài Gòn nó như thế này nè. Đó, bà con có nhìn ra sao chắc còn khủng khiếp hơn nữa. Đó, trước mặt là vậy rồi đó, chứ mà bà con có nhìn ra sao là thấy ngợp xe luôn đó. Trời ơi, coi người ta ngồi trên xe buýt, người ta hít bụi, người ta cũng quay phim kìa. Thấy lạ quá. Trời ơi, ai cũng móc ra quay hết, tự nhiên thấy lạ quá. Trời ơi, nguyên con đường này gì đâu mà nó đông dữ thần rồi trời. Ba mấy con cũng thấy ngạc nhiên luôn á. Mà nãy giờ bà con có bắt thấy không? Đa phần là xe cứ chạy thôi chứ có thấy được cái gì đâu. Thích khói thấy mà nội luôn. Đó, ai cũng thấy lạ ngạc nhiên là móc máy ra quay liền. Trời ơi, Sài Gòn gì mà đông dữ thần vậy. Trời ơi, dân Sài Gòn ban đêm không có nhà ngủ, để mai còn đi làm mà tự nhiên chạy ra ngoài đường này đông dữ hơn nữa. Rồi xe hơi, xe máy rồi chạy loạn sang ông. Xe hơi từ trong ra, rồi xe máy từ trong ra, đó có len ở giữa đường xe hơi luôn rồi, không có đường là cứ chạy thôi. Trời ơi, mệt quá. Rồi nhìn qua bên tay phải, đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rồi mệt quá trời quá đất. Bên tay phải ba mươi đây là tổng nha quan thuế nè. Tổng nha quan thuế, một bên còn đồng tiền vàng, một bên mất bả đồng tiền vàng rồi. Rồi bên kia là thương cảng Sài Gòn, hình như là tòa nhà phi thuyền đó. Vẹo đây con đường Hàm Nghi.
Dân đây hồi xưa trước cũng nghèo lắm, mà giờ dân nó khác rồi, dân mà ai mà ở đây là giàu không á. Giữ xe, trời ơi giữ xe mà chiếc 30 thôi cũng ngon lành. Rồi tiệm bánh Như Lan nè, khu này khu chợ cũ nè. Sâm Ngọc Linh, quán này chịu đầu tư lắm nha bà con, toàn là mấy mặt bằng mắc tiền không. Cơm niêu Thiên Lý, cơm niêu, hệ thống cơm niêu Thiên Lý này cũng ghê lắm nè. Ba mẹ còn không có tủ rượu, tại vì ba mẹ còn không thích uống rượu, chứ còn nhiều người á, người ta thích đem mấy cái chai rượu Tây về hồi chân. Và đây là trường Cao Thắng nè bà con. Thưa bà con, quán cái trường Cao Thắng này là nó là hồi xưa nó là chợ thú vật ở đây nè, bán chó mèo chim cóc gì đó. Ở đây là chợ chó mèo. Rồi đường này là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, hồi xưa là đường Công Lý. Ở bên đây là cái khu này là khu ngân hàng. Thôi ba mẹ gọi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.